Tôi xin nhường cho con được vào tâm tiết tôn tử nha nhường. Một chút lát thôi nha kìa. Ông chồng con đang ngồi bên kia là con vô đi. Dạ. Chú đứng ngoài ngồi. Con vô đi. Con vô đi. Sau tình tôi ta dương ba ngàn trai không thành châu. Khi tới em anh quyền quyền là thắm đầu sắc tương cùng. Như nhau phút để rồi ta chia xa nhau nhà ngừng. Bởi ơi con em dạo đầu đó làm lỗi lên đây. Qua bao đông đà nghe ma quá thân cùng hoàng xa khi
thấy xoài này bắn nhìn lưỡi dữ không? Tạp qua bên đây, bắn xoài bên kia. Tạp qua bên kia, bắn xoài bên nọ. Mỗi một thả nguyên nhung không đói cô. Ta cũng tưởng là chúa để một đất trời. Ta muốn làm lấy trên trời mà. Đừng nóng em. Muốn chim sáo mộ côi hả? Ây mà tôi chị thương chồng phải chịu nhục giữa ba quân. Yeah.
nàng nghĩ thế nào? Dạ, con xin báo quân ân Tùng Phu Phụ. Dễ à, tao giáo dễ tướng quân thần ngủ linh kỳ. Lẹ lên. Nghe đây, thần nữ. Dạ, ta đã thần ngủ linh kỳ, không tính hôn cho nàng kết nghĩa dân luôn. Trạm chi họ tin đổi nàng về núi Phụng Hoàng đổ liệu chứ à. Nguyên soái lục hiệp lượng không ta con liền chết nguyên tốt loạn phá Huỳnh Long.